Em chào mấy anh chị nha. Hôm nay em sẽ làm cái clip sơn cái chậu lục giác 45 chân quỳ nha. Thì trước khi sơn thì tại sao em lại nói lục giác 45 chân quỳ này? Tại vì để báo cho mấy anh bị lầm. Là mấy anh cứ nghĩ là 45 sẽ để chung với chân 38 á. Nhưng mà không được nha. Cái chân 38 là nó để với chậu 45 lùn kìa. Còn 45 cao này phải xài ké của chân 50 nên là nó bị dư nè. Nó bị dư vô xíu ha. Thì xài ké bắt buộc thôi. Ôi, nhìn nó vẫn ok lắm. Rồi, chậu 45 phút lọ thọ với hoa sen Việt Nam. Chậu 45 cao. Thì mấy anh lưu ý ha, có nghĩa là chậu lục giác 45 cao thì không thể xài chung chân 38 được. Thì về nguyên tắc á, là cái chậu lớn hơn thì không thể để lên cái chân nhỏ hơn được nha mấy anh. Nên là mình phải xài, ví dụ như mình xài cái chân của 50 thì cho nó thì xài ké được. Chứ mình để lên cái chân 38 nó nhỏ hơn là không xài được. Rồi thổi bụi ơi, Phú thổi bụi ra em sơn cái màu này. Hôm nay sơn cái màu mới mấy anh chị. Thổi sơ sơ ở ngoài thôi, trong nó kệ nó. Sơn cái màu mới, màu xanh lam. Màu mới này, màu này của OK thì làm cả năm mấy rồi. Cái màu này của hệ láng mịn Dolphin. Hệ láng mịn Dolphin mới pha ra được cái màu xanh lam này. Để em sơn nguyên bộ trọng này cho mấy anh chị luôn. Coi luôn. Thì sơn giả đá bằng màu xanh lam này cũng được. Mình sơn bằng mấy màu xanh ngọc sáng hoặc xanh lam này, sơn giả đá lên cái chậu cũng đẹp lắm, hoặc sơn một màu cũng đẹp lắm. Mà chậu này nó hơi rổ thì em sẽ tạo hạt. Hả? Rồi anh chào rồi, giờ lấy màu xanh lam bụp lên cho anh luôn. Cái này em sơn mẫu màu cho mấy anh coi thôi nha. Mấy anh sơn mấy anh chịu khó lót kìm kỹ vô. Cái chậu ngâm nước lâu ngày là mấy cái chỗ trắng trắng nó là kìm nó chảy ra đó. Chà bỏ đi. Hả? Pha xíu nước vô, pha 5% nước vô. Thì giờ sơn một màu xanh lam lên luôn nha. Mấy anh chậu thì mấy anh chị để khô xong rồi mấy anh chị lót kìm nữa nha. Rồi em làm clip rút ngắn tại giờ nó cũng gần 4 giờ. Làm ngắn ngắn làm clip cho mấy anh chị thôi. Mình phải lót kháng kìm vô xong rồi mới sơn cái màu này lên thì nó mới bền được. Thì sắp tới em quay clip cho anh chị coi là sơn tầm chục cái chậu lục giác 83 nè. Nó lót kìm hết rồi. Rồi pha đi. Màu xanh lam hệ láng mịn Dolphin nha mấy anh chị. Sắp tới có hàng nhưng mà chưa có biết giá nữa. Nhà máy mới đưa cho em màu mà thử thôi. Xanh lam này nó lợt lợt, sơn cũng đẹp lắm. Rồi pha hết luôn đi cũng được. Mẫu mà, mẫu màu. Tại sơn một cái chậu này mấy anh chị có thể dùng nó để phối nền trong ha. Phối nền trong nó là màu xanh nhạt nhạt, xám xám, sáng sáng đẹp lắm. Hoặc là mấy màu sáng này mình sơn một chậu cũng đẹp nữa. Rồi ok, để anh em nó pha xong nó phun lên mấy anh chị coi. Rồi bye bye. Rồi sơn lên nha mấy anh chị. Xíu thì tạo hạt thì em tạo hạt sau. Tại vì chậu này nó rổ lắm, sơn một màu không tạo hạt thì nó lỗi nhiều lắm. Nên tạo hạt cho nó che bớt khuyết điểm mà. Tạo hạt đen hạt trắng lên thôi. Tông này là tông xanh lam hệ láng mịn nha mấy anh chị. Hệ OK có lâu rồi, hệ OK màu này là 139.000 ký. Còn hệ này chưa có giá. Nó giống màu xanh lơ đó. Chậu này là chậu lục giác 45 phút lục thọ phối hoa sen để lên chân quỳ 50 nha mấy anh chị. Đó, chân quỳ. Chân 38 thì em nói lúc đầu video là chỉ sử dụng được cho chậu lục giác 45 lùn thôi. Chậu lục giác 45 lùn bữa em quay đó. Rồi để nghe nó sơn xong em nó khô em tạo hạt thôi xíu nhờ nó lên sơn trang trí này kia thôi. Nói cho anh chị xíu nữa không, cái chậu mà không lót kìm nữa anh chị thấy không nè, thấy không, nó rất là tốn sơn phủ, đi nước không lắp đâu, thấy không, nó bị hút nó sẽ vậy nè đó. Đó mình phải dặm lại thì mình sẽ hao sơn phủ, nên bởi vậy em hay khuyên mấy anh chị nên lót kháng kìm vô nó đỡ hao cái sơn phủ của mình thì nó đỡ tốn tiền, chứ nó hút vô nó sẽ bị vậy á, do cái độ hút của xi măng á, nó thấm nước cao á, nó hút sơn vô là sẽ lệch màu sơn liền. Đó là em hay khuyên mấy anh chị lót kìm là vậy, để chống hút vô nó đỡ hao cái sơn nền của mình. Đây là màu gốc của nó nha mấy anh. Rồi sẽ tạo hạt đen trắng lên nha mấy anh. Màu gốc của nó ở ngoài nó lợt hơn trong video xíu, trong video nó hơi xanh lên đó, ngoài nó lợt hơn xíu mà. Đó, giờ em sẽ tạo hạt đen trắng lên. Thì công đoạn này em bỏ qua tại có mình em à, nghe em nó cũng phải làm dưới mà làm luôn cho nha. Tạo hạt xong nè mấy anh. Giờ tô với nhũ đồng đen nha mấy anh. Thì sẵn tô nhũ đồng đen báo cho mấy anh là nhũ đồng đen có hàng rồi đó mấy anh. Có mua thì liên hệ em á.
Này là nhũ đồng đen nha mấy em. Ừ, nhũ đồng đen được phủ cao. Nhũ ca mây. Nguyên liệu nhũ đồng đen này nhập Mỹ mấy em. Nhũ ca mây. Phù lực. Đó, quét cho đó thôi. Mấy mặt kim quét rồi cho nhanh rồi. Phú xuống phụ kìa. Tô này xong cái mình lấy mút mình chấm nhũ vàng lên xong. Chấm nhũ nhũ vàng ok, chấm bằng mút lẻ lắm. Nhũ đồng đen nè, nhũ đồng cổ nè, nhũ bạc nè, sơn là chùm luôn á. Bao lắp luôn á. Sơn phải một lắp luôn. Phủ cao. Lại tùy cái màu nữa, cái màu này nó dễ lắp. Tối. Xíu nó lên bóng nó là đẹp lắm á. Bóng lên nó đẹp. Cái hồ này tô chắc mấy chục cái vậy luôn á. Nếu mà tô kiểu này không chắc phải tầm khoảng rơi khoảng 50 cái á. Đâu nhiêu đó. Chân từ mặt là 45 nha mấy anh. Chân làm trên này luôn. Bây giờ tô nhũ với mấy anh, mấy mặt kim tô hết rồi. Nhờ anh em nó tô mặt này quay với mấy anh coi thôi. Lấy mút chấm cái viền rồi chấm cái chữ luôn Phúc. Vừa cho em cái chữ cho dễ chấm. Lấy mặt kia kìa, mặt nó chết rồi chấm gì. Đó, xíu trên đầu là chấm được rồi. Xài nhũ vàng ok, okay nha mấy anh. Chấm viền luôn á mình. Ừ, chấm viền. Coi chừng lem á. Chấm xong phủ bóng nữa là xong. Đó thấy không? Đừng lên từ từ. Chấm phát lắp luôn. Rồi xoay vòng đây được rồi. Nắng quá cũng khó thấy. Rồi để khô đi mà. Sư phụ kêu uống nước đi để cho trời nó bớt nắng đi. Quay với anh coi cho rõ màu. Rồi khô rồi mấy anh. Giờ phủ keo nha mấy anh. Phủ keo super clear luôn mấy anh. Cho bóng. Đó. Màu xanh lam này nó cũng nhẹ nhẹ, cũng dễ nhìn lắm. Giờ bóng lên nó ánh lên, nó sáng lên đẹp lắm. Bát một rồi. Sợ không đủ chứ còn có xíu keo chứ. Loại này trong này đâu còn. Phun lên nó bóng lên nha, nó sáng màu lên. Đủ không? Rồi xíu nó khô đi, khô nó trong lại, nó bóng lên lại em quay cho mấy anh coi. Khô mấy anh, quay cho mấy anh coi vòng. Đó, đây là màu xanh lam mới vậy mấy anh. Màu xanh lam hơi láng mịn đô phim. Sắp tới sẽ có hàng nha mấy anh sơn màu này nó sáng trọng đẹp lắm mấy anh. Còn màu ở trong là nhũ đồng đen và nhũ vàng ok. Thank you.
Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em nha. Thì hôm nay em sơn cái màu mới cho mấy anh coi. Màu mới của hệ láng mịn nha. Hệ ok thì có sẵn lâu lắm rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em nha.